Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một hạt giống, đó là hạt giống bầu sao dài. Thế thì quả bầu này mà nó kích thước của nó phát triển tốt ý, thì rất là dài, nó có thể rơi vào khoảng tầm 1 mét. Nếu mà thường thường thì các bạn sẽ thấy là chỉ khoảng tầm 50 đến 70 phân là các bạn có thể thu hoạch được rồi. Cái thời vụ mà các bạn trồng ý, thì là vào mùa hè, là cái mùa mà các bạn trồng vụ đó là vụ chủ yếu. Đó. Được không? Thì các bạn thấy là chúng ta có thể trồng từ tháng 11 cho đến tháng 1 năm sau, là tính theo lịch dương được. Đó. Bầu sao thì là ưa nhiệt độ là từ 20 cho đến 30 độ C. Thu hoạch là khoảng tầm 65 cho đến 75 ngày thì các bạn có thể là thu hoạch được cái quả bầu sao này rồi. Là cái loại cây dây leo và thân của nó leo sẽ bằng là tua cuốn.